Định nghĩa các phương trình lượng giác. Ta có trục tọa độ OX, OY. Họ cho một điểm A với tọa độ là XY trên trục tọa độ. Như vậy, ta phải kiếm các phương trình lượng giác còn lại như là sin, cos, tan, cotan, vân vân. Error là radius, nó là bán kính được xác định từ trục tọa độ đến điểm A, tức là từ trục tọa độ là đây cho đến điểm A, đây là error. Trước nhất là ta phải kiếm error, sau đó ta nối lại, ta nối xuống OX ta được Y, và ta nối OY ta được X. Đây là tam giác mà ta phải tính. Error được tính bằng công thức theo Pythagore là error bình phương bằng x bình phương cộng y bình phương, nghĩa là bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông. Error bình phương bằng x bình phương cộng y bình phương, suy ra error bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng y bình phương. Như vậy, ta phải tính góc nào? Trong đây hai góc, một góc ngay tại O và một góc là A, ta phải tính góc nào? Theo định nghĩa, góc của tam giác theta được xác định từ trục OX đến error, đây OX cho đến error. Hay nói cách khác là giữa hai cạnh OX và cạnh huyền. Giữa hai cạnh OX và cạnh huyền, hay là từ trục OX cho đến error. Theo định nghĩa, ta có sin thì bằng đối chia huyền, nghĩa là y chia cho error. Mai mốt ta không biết xác định góc nào thì ta nhớ sin thì bằng y chia error. Cos thì bằng x chia error, cos bằng kề chia huyền. Tan thì bằng đối chia kề, đối là y, kề là x, bằng y chia x. Cotan thì ngược lại là kề chia đối, kề là x, chia đối là y, x chia y. Secant bằng 1 trên cos, ta có thể ta đổi ngược lại là R chia X. Cosecant ngược của sin là 1 trên sin, ta đổi lại là R chia Y. Như vậy, cái đó là cái định nghĩa cơ bản khi mà họ cho một điểm A với tọa độ là X, Y trên trục tọa độ. Như vậy, từ đó ta sẽ kiếm ra góc của tam giác được xác định từ trục O, X cho đến error, hay là giữa hai cạnh huyền và OX. Từ đây, ta dùng cái công thức này để ta tính những cái bài toán còn lại. Đây là những công thức căn bản nhất của sin, cos, tan, cotan trong một tam giác.